Bước đầu tiên em đi tính K hợp chất hữu cơ. Em lấy 2 nhân cho số carbon trừ số hydro rồi cộng 2 tất cả chia 2 thì K ở đây là bằng 3. K bằng 3. Ở đây nó vẫn đúng với tỷ lệ mol. Đúng không ạ? Đúng với tỷ lệ mol. Mà chúng ta biết là X tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol là 1:2. Như vậy trong này nó sẽ có nhóm chất COOH hoặc nhóm chất COO. Ở đây chúng ta nhận thấy là gì? Do nó sinh ra nước, như vậy trong X của mình này, X của mình sẽ chắc chắn có một nhóm chất COO và một nhóm chất COOH, vì chính COOH sinh ra nước, được chưa nào? Và ở đây người ta thu được hai chất hữu cơ, đó là Z và T. Mà người ta nói này, biết Z1 và T1 có cùng số carbon. Z1 và T1 cùng carbon. Và chúng ta biết là gì? T thì tạo ra T1, còn Z thì tạo ra Z1. Như vậy Z ở đây và T ở đây là có cùng số carbon. Mà để cùng carbon thì mỗi chất sẽ có 3 carbon. Như vậy đây, thằng này có 3 carbon và thằng T có 3 carbon. Và để cho thầy một chút xíu nữa là gì? Ở đây T thì tác dụng với hydro theo tỷ lệ mol là 1:1 để tạo ra T1. Được chưa? Và người ta cho rõ luôn này, Z1 là gì? Z1 là hợp chất hữu cơ đơn chất. Như vậy, hữu cơ đơn chất mà như vậy đây chúng ta sẽ có như thế này. Ở đây tổng mình thằng X mình có tất cả là 6 carbon. Để tạo ra nước thì nó phải có nhóm chất axit. Rồi, phải có nhóm chất axit. Tiếp tục. Ở đây mình sẽ cho thằng X, thằng Z trước đi, thằng Z trước đi. Thằng Z ở đây nó không tác dụng với H4, như vậy Z đứng đầu đi ha. Thì đây nó sẽ có nhóm chất COO và nó ở đây nó có liên kết đơn. Như vậy để thỏa mãn được K bằng 3 thì trong trường hợp này còn một liên kết đôi CC bên này nữa. Được chưa? Cái đó này. Bản chất ở đây là CH3, CH2, CO này kết hợp với Ona để tạo ra Z. Z bây giờ là CH3, CH2, COOH. Được chưa nào? Và Z này chúng ta sẽ tạo ra Z1, sẽ loại CH3, COONa. Và cái đó Z1 của chúng ta bây giờ là CH3, CH2, COOH. Như vậy phần còn lại sẽ gắn với gì? Phần còn lại sẽ gắn H vào đây. Như vậy cái đó thằng T của chúng ta bây giờ sẽ có dạng này. Đó là HO CH nối đôi CH COOH. Mà chúng ta biết là gì? COONa. COONa. Mà thằng này thì kém bền nữa không em? Thằng T này kém bền, do đó ở đây nó sẽ tạo ra này một chó bằng cách hydro nhảy qua đây. Cái đó cái thằng T chúng ta sẽ có dạng bền hơn. Đây là kém bền. Thì cái đó nó sẽ là gì? Nó sẽ biến thành từ từ. Nó sẽ chuyển qua đây thì vô đây thì nó sẽ là CH2. Như vậy nó là CH2 CHO COONa, được chưa? Như vậy đây mới là chính xác của T. Rồi. Và T này tác dụng với hydro để tạo ra T1. Như vậy điều kiện ở đây là có nhóm chó tác dụng. Cái đó T1 của mình bây giờ sẽ có dạng là CH2 CH2OH COONa. Rất hợp, đúng không? Rồi, như vậy chúng ta đã suy luận được 3 x x này, Z, T, T1 và Z1. Bây giờ chúng ta sẽ căn cứ vào đây, chúng ta chọn những nhận định đúng. Nung Z với hỗn hợp vôi tơ sút thì thu được ancan đơn giản nhất. Cái này là chưa đúng. Bởi vì cái Z của chúng ta ở đây là gì? A sẽ sai này. Chúng ta ở đây là CH3, CH2, COO, NA.
Ở đây chúng ta sẽ đi tới dùng với vô tôi suốt, suốt là NAOH. Vô tôi là CaO luôn nóng. Đây mình sẽ tạo thành CH3, CH3 cộng cho Na2 CO3. Như vậy trong trường hợp này đây không phải là alkan đơn giản nhất. Alkan đơn giản nhất ở đây là CH4, như vậy A sai, bỏ A. B. T là hợp chất hữu cơ no đơn chất. T chúng ta là hợp chất hữu cơ no đơn chất. T chúng ta là hợp chất hữu cơ, đúng là tạp chất thì đúng hơn. Bởi vì sao? Vì nó có nhóm chất CHO là nhóm chất anđehít này, nhóm chất CO là của ete này. Như vậy B sai luôn. Nó phải là tạp chất chứ không phải là đơn chất. C. Tổng số nguyên tử của T1 là bằng 12. Tổng số nguyên tử của T1 là bằng 12, chúng ta tính coi. T1 bây giờ chúng ta gom lại. Thì bây giờ nó là có 1 2 3 C3 H 4 này, 5 này, H5 O3 Na. Chúng ta tính coi đủ 12 hay không. 3 cộng 5 là 8, 8 cộng 3 11, 11 cộng 1 là 12. Như vậy khớp rồi, câu C đúng, chọn C. D. X không có đồng phân hành học. Chúng ta kiểm tra nha. Điều kiện có đồng phân hành học là R1 khác R2. Đây, X của chúng ta chắc chắn là có đồng phân hành học rồi. Vì sao? Mặt phẳng chứa liên kết đôi chúng ta là CC này. Thì cái đó là gì? R1 đây, R2 là hydro khác nhau, R3 đây, R4 đây. Như vậy khác nhau hết. X chúng ta phải có đồng phân hành học. Như vậy thằng phát biểu D là sai. Như vậy chúng ta chọn phát biểu đúng ở đây là câu C. Câu này thuộc câu hỏi hay và khó em nha. Muốn làm được thì chúng ta phải suy luận từ từ giống như thầy á, nó sẽ ra.